Chủ tịch Miss Grand gây tranh cãi vì miệt thị ngoại hình Thiên Ân. Ngày 26 tháng 10, ông Nawat, Chủ tịch Miss Grand International, chia sẻ lý do đoàn Thiên Ân đại diện Việt Nam trượt top 10 trong cuộc thi năm nay. Theo lời ông Nawat, Thiên Ân là thí sinh duy nhất có phần thân trên dài hơn phần thân dưới, phần hông to. Do vậy cô không đáp ứng được tiêu chí hình thể. Tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Top 20 là thành tích ổn, quá tốt cho Việt Nam rồi. Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa. Chẳng lẽ loại Brazil để đưa Việt Nam vào hoặc đánh trượt đại diện chủ nhà Indonesia? Nhưng thực ra Indonesia đã cố gắng hết mình. Chủ tịch Miss Grand International cũng nói rằng không thể gạch tên Enfa Waraha đại diện Thái Lan vì nếu không sẽ bị người Thái chửi. Tôi sẽ bị cho là không phải fan của Enfa. Ông Nawat nói thêm, những chia sẻ của người đứng đầu cuộc thi Hoa hậu khởi nguồn từ Thái Lan gây luồng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Rất đông ý kiến, chỉ trích ông Nawat vì ông đã miệt thị ngoại hình thiên ân và kêu gọi tẩy chay cuộc thi. Hãy đổi tên thành cuộc thi Miss Body Charming. Tôi không ngờ chủ tịch của cuộc thi lớn có thể buông những lời như vậy, một bình luận bức xúc. Trung quan điểm này, người khác nói thêm, thiên ân đã rất cố gắng, từ cách catwalk thần thái cho đến ứng xử, cô ấy đều làm tốt, hãy công nhận điều đó khuyết điểm ngoại hình có thể khắc phục bằng cách ăn mặc. Bên cạnh đó, khi xét các tiêu chí 3B của cuộc thi là body, cơ thể, beauty, sắc đẹp và brain, trí tuệ, đại diện Thái Lan được cho là chưa đáp ứng đủ. Khán giả chỉ ra, em pha đã can thiệp giao kéo quá đà, tiếng Anh thì chưa tốt. Thêm nữa, câu trả lời ứng xử của cô chứa nhiều từ ngữ nhạy cảm. Những phân tích này cho thấy, danh hiệu Á hậu một là sự ưu ái lớn mà ông Nawat dành cho gà nhà. Trong đêm chung kết Miss Grand International 2022, đoàn Thiên Ân thắng bình chọn cao nhất, vào thẳng top 20 thế nhưng danh sách 10 người xuất sắc lại vắng mặt đại diện Việt Nam. Điều này gây tiếc nuối lớn cho người hâm mộ. Từ hậu trường, Thiên An cho biết cô vẫn chưa tin vào kết quả này.